Kinh Thù Lăng Nghiêm, quyển nhất, đề mục kinh. Kinh Đại Phật Đình Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thù Lăng Nghiêm, Sutra Rama, gọi tắt là Kinh Thù Lăng Nghiêm. Sa môn tên là Bát Lạt Mật Đế, người Thiên Túc Dịch. Sa môn tên là Di Già Thích Ca, người Ô Trần, dịch theo tiếng Trung Quốc. Đệ tử Thù Bồ Tát Giới tên là Phòng Dung, chức đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, ghi chép lời dịch. Giảng nghĩa: đề mục Kinh Thù Lăng Nghiêm có 19 chữ, nhưng thông thường chỉ nêu ra 3 chữ là Thù Lăng Nghiêm. Vì Thù Lăng Nghiêm là 3 chữ chủ yếu trong đề mục này. Thù Lăng Nghiêm là cái đỉnh rốt ráo, bền chắc, sẵn có của tâm tính. Tâm tính bản lai thanh tịnh, không có tán loạn, không có lay động, không có rời đổi, không do công phu mà có, đó là đỉnh Thù Lăng Nghiêm. Chúng sinh mê lầm không nhận được chân tính, chấp có tâm ta riêng biệt, chấp có sự vật riêng biệt, theo thân theo cảnh mà sinh ra phiền não, tạo ra nhân duyên luân hồi, rồi chuốc lấy quả báo luân hồi, sống rồi chết, chết rồi sống, mãi mãi trong ba cõi. Chư Phật Bồ Tát nhận biết tâm tính tức là cái tính bản lai của sự sự vật vật, duyên thời theo nhân quả, rèn luyện trí tuệ theo đạo lý ấy, gột rửa các điều mê lầm, thì trực nhận tâm tính bản lai, đó là minh tâm kiến tính và chứng được định Thù Lăng Nghiêm. Định Thù Lăng Nghiêm sâu nhiệm rộng lớn, ra ngoài thời gian và không gian, không thể đem tâm phân biệt của chúng sinh mà biết được. Nên lấy đình tướng của Phật mà làm ví dụ, gọi là Đại Phật Đình. Đình tướng của Phật, con mắt chúng sinh không thể thấy được. Hàng xa công đức trí tuệ của các đức Như Lai đều do tâm tính, nghĩa là do đỉnh Thù Lăng Nghiêm mà phát khởi, nên gọi là Như Lai Mật Nhân. Tu chứng trong đỉnh Thù Lăng Nghiêm là tu chứng theo nghĩa tốt giáo, y như một tính của sự vật, nên gọi là tu chứng liễu nghĩa. Chứng được tâm tính, được đỉnh Thù Lăng Nghiêm, thì người và mình đồng là pháp giới tính, sự sự vật vật đồng là pháp giới tính, nên phát tâm rộng lớn, từ bi cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh, mà không thấy có ai làm việc cho ai. Muôn hạnh từ bi lời tha của các vị Bồ Tát đều do đỉnh Thù Lăng Nghiêm mà phát khởi, nên gọi là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Phần thứ nhất, phần tựa, chương 1, tựa chung. Như vậy tôi được nghe trong một thời, Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Tiệt, cùng với chúng đài tỳ kheo 1250 vị, đều là bậc vô lậu đài A-La-Hán, các vị Phật tử trụ trì, khéo vượt trên chư hữu, ở các quốc độ đầy đủ oai nghi theo Phật truyền Pháp Luân, có khả năng thật hiện lời di chúc nhiệm màu của Phật, nghiêm giữ giới luật, thanh tịnh để làm khuôn phép cho ba cõi, hiện thân vô số, cứu vớt chúng sinh, tột đợi vị lai, hỏi các trần lụy. Các vị tên là Đại Trí Xá Lị Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Câu Si La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Yêu Ba Ni Sa Đà làm thượng thủ. Lại có vô số các vị đức chi vô học và sơ tâm đồng đến chỗ Phật giảng đạo.
nhằm ngày các vị tỳ kheo mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát từ mười phương đến, xin Phật giải quyết nghi hoặc, kính vâng Đức Từ Nghiêm thỉnh cầu nghĩa thâm mật. Đức Như Lai giải pháp tọa ngồi khoan thai, vì cả trong hội tỏ bày nghĩa sâu, chúng hội thanh tình được pháp chưa từng có. Giọng nói của Phật hòa nhã như tiếng chim ca lăng tần già, nghe khắp mười phương. Hằng xa Bồ Tát đời đến đạo trường, có ngài Văn Thù Tư Lỵ làm thượng thủ. Giảng nghĩa. Trước khi Phật nhập Niết Bàn, ông A Nan hỏi Phật, khi kết tập kinh điển, đầu kinh nên đề những câu gì thì Phật dạy, nên đề những câu như vậy tôi được nghe trong một thời. Phật ở nơi nào, có bao nhiêu thính chúng, là bậc nào, vân vân. Đề chứng tỏ kinh ấy đã kể lại sự thật, có nhiều người nghe biết. Như kinh Thù Lăng Nghiêm này là ghi chép những lời Phật dạy ở tình xá Kỳ Hoàn, thành thất La Tiệt, chính chúng có 1250 vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán, trong đó có các vị đại đệ tử như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, vân vân, lại có nhiều vị Duyên Giác và nhiều vị Bồ Tát từ mười phương đến. Trong đó có ngài Văn Thù Sư Lỵ là vị đại Bồ Tát làm thượng thủ. Chương 2: Tựa riêng duyên thời của kinh. Khi ấy vua Ba Tư Nạc nhân ngày Kỳ Phủ Vương mở tiệc chay mời Phật thủ trai nơi cung cấm, vua sắm đủ các món ăn quý báu rồi thân đến rước Phật và các vị đại Bồ Tát. Trong thành lại có các trưởng giả cư sĩ đồng thời cùng trai tăng chờ Phật đến chứng. Phật khiến ngài Văn Thù chia lãnh các vị Bồ Tát và A La Hán đi đến các nhà trai chủ. Duy có ông A Nan trước đã nhận lời mời riêng đi xa chưa về, không kịp dự hàng tăng chúng, ông về một mình không có thường tọa và A Xả Lê cùng đi, và ngày ấy cũng không được ai cúng dường. Lúc bấy giờ ông cầm bình bát vào trong một thành nên đường đi theo thứ lớp thất thực, tâm ông trước hết cầu được một người tối hậu đàn Việt làm trai chủ, không kể sang hèn, phát tâm làm sao cho tất cả chúng sinh được viên thành vô lượng công đức. Ông A Nan đã biết Đức Phật Thế Tôn của ông Tu Bồ Đề và ông Đại Ca Diếp làm A La Hán mà tâm không công bằng. Ông kính vâng lời dạy vô giá của Phật, độ thoát mọi điều chê bai nghi hoặc. Ông đến bên thành, thong thả vào cửa, uy nghi nghiêm chỉnh, kính giữ phép hóa trai. Trong khi khất thực, ông A Nan đi qua nhà người dâm nữ Ma Đăng Già bị phép hiến Phật. Nàng ấy dùng tà chú tiên phàm thiên đào xa từ Ca La bắt vào phòng riêng, rửa kề vuốt ve làm cho ông A Nan gần phá giới thể. Đức Như Lai biết ông A Nan mắc phải dâm thuật nên dùng chay rồi liền trở về tinh xá. Vua cùng đại thần, trường giả, cư sĩ đều đi theo Phật, mong nghe những pháp chủ yếu của đạo Phật. Khi ấy trên đỉnh Đức Thế Tôn phóng hào quang bách bảo vô úy, trong hào quang hiện ra tòa sen báu nghìn cánh, có hóa thân của Phật Thiết Già.
ngồi trên tuyên đọc thần chú, khiến ngài Văn Thù đem chú này đến giúp đỡ tiêu diệt tà chú, đưa ông A Nan cùng nàng Ma Đăng già đều về chỗ Phật ở. Ông A Nan thấy Phật đành lễ khóc lóc dần mình từ vô thủy đến nay. Một bề học rộng nhớ nhiều, chưa toàn đạo lực, tha thiết xin Phật dạy cho những phép Samatha, Tama, Hiền Na là những phương tiện tu hành đầu tiên để thành đạo Bồ Đề của Thập Phương Như Lai. Lúc ấy lại có hàng xa Bồ Tát, Đại A-La-Hán và Đức Di Phật. Từ mười phương đến, thầy đều mong nghe Phật dạy, lui về chỗ ngồi, yên lặng lãnh thụ tính chỉ của Phật, giảng nghĩa. Chư Phật thuyết pháp đều do nhân duyên, Phật nói pháp gì, hoặc cao hoặc thấp, đều do căn cơ của người nghe pháp, mục đích chỉ rõ những điều mê lầm và dạy bảo những phương pháp tu trì cho thích hợp. Trong phần tựa riêng kinh Thù Lăng Nghiêm này có kể lại việc ông A Nan đi thất thực một mình, mắc phải tà chú của nàng Ma Đăng già gần phá giới thề. Sau khi ông A Nan được Phật cứu thoát, ông tự giận mình học rộng nghe nhiều mà không đủ định lực chống lại tà thuật của ngoại đạo, nên thiết tha cầu Phật dạy cho những phương pháp tu hành mau thành đạo Bồ Đề. Đó là lý do riêng biệt phát thời ra kinh Thù Lăng Nghiêm này. Phần thứ hai, phần chính tông, chương 1, chỉ ngẫy chỗ viên ngộ, mục 1, gàn hỏi cái tâm, đoạn 1. Nêu trước nguyên do của thường trụ và lưu truyền. Phật bảo ông A Nan, tôi với ông đồng phái, tình như anh em ruột. Lúc ông mới phát tâm thì ở trong Phật pháp thấy những tướng tốt gì mà bỏ được những ân ái sâu nặng thế gian. Ông A Nan bạch Phật, tôi thấy 32 tướng của Như Lai tốt đẹp lạ thường, hình thể sáng suốt như ngọc lưu ly, thường tự suy nghĩ, tướng ấy không thể do dục ái sinh ra, vì sao? Giống dâm dục nhơ nhớp, tanh hôi, kết cấu, máu mù xen lộn, làm sao sinh được thân vàng thắm chói, trong sạch, sáng suốt như vậy? Nên tôi ước mong cắt tóc theo Phật tu học. Phật dạy, hay thay A Nan, các ông nên biết hết thầy chúng sinh từ vô thủy đến nay sống chết nối luôn đều do không biết thể tính trong sạch sáng suốt của thường trụ chân tâm mà lại chỉ dùng các vọng tưởng, vì vọng tưởng đó không chân thật nên mới có luân hồi. Nay ông muốn học đạo vô thượng Bồ Đề, phát minh chân tính thì nên lấy tâm ngay thẳng mà đáp lại những câu hỏi của tôi. Thập Phương Như Lai để do một đường thoát ly sinh tử là dùng tâm ngay thẳng. Tâm mà nói là ngay thẳng thì cứ như vậy, từ địa vị đầu đến địa vị cuối, chặng giữa hẳn không có những tướng quanh co. A Nan, nay tôi hỏi ông, đương khi ông do 32 tướng của Như Lai mà phát tâm, thì ông đem cái gì mà thấy và cái gì ưa muốn? Ông A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, ưa muốn như vậy là dùng cái tâm và con mắt của tôi. Do mắt thấy tướng tốt Như Lai, tâm sinh ưa muốn nên tôi phát tâm muốn tu hành thoát khỏi sống chết. Phật bảo ông A Nan, như lời ông nói, thật do tâm và con mắt mà có ưa muốn. Nếu không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể hàng phục được trần lao,
ví như ông vua một nước bị giặc xâm lấn, phát binh đánh dẹp, thì binh ấy cần biết giặc ở chỗ nào mới đánh dẹp được. Hiền ông còn mắc phải luân hồi là lỗi tại tâm và con mắt của ông. Nay tôi hỏi ông, tâm và con mắt ấy hiện ở chỗ nào? Giảng nghĩa. Trong đoạn này, sau khi Phật hỏi ông A Nan vì sao mà phát tâm xuất ra và được ông A Nan trả lời là do thấy Phật tướng tốt tuyệt vời, hình thể trong suốt nên sinh lòng ước mong. Theo Phật xuất ra thì Phật liền nêu trước nguyên do vì đâu mà chư Phật thì thường trụ, còn chúng sinh trôi lặn trong lục đạo. Phật dạy tâm tính của chúng sinh vẫn trong sạch sáng suốt, thường còn mãi mãi không thay đổi, không đổi. Chỉ vì chúng sinh không biết tâm tính ấy, lầm dùng những tư tưởng sai trái nên mới phải xoay vần trong đường luân hồi. Phật dạy ông A Nan muốn phát minh tâm tính chứng đạo Bồ đề thì cần phải lấy tâm ngay thẳng mà đáp lại những câu hỏi của Phật. Phật ân cần dạy bảo như thế vì thập phương Như Lai đều do tâm ngay thẳng mà ra khỏi sống chết, thành đạo chứng quả. Phật còn chỉ rõ cái tâm ngay thẳng là cái tâm giữ luôn một mức như vậy. Từ đầu đến cuối, trong đường tu hành không có những ý nghĩ quanh co. Chúng ta hằng ngày nghe những đạo lý chân thật, nghe những điều hay lẽ phải không phải là ít, nhưng đến khi vào thật hành thì lắm lúc đạo lý lẽ phải đi một đường, ý nghĩ việc làm đi một nẻo. Như học mãi đạo lý vô ngã vị tha mà những phiền não ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến vẫn nặng nề. Những đạo đức từ bi thì xả vẫn kém cỏi, đó là biểu hiện của cái tâm không ngay thẳng, một trợ lực rất lớn trên con đường tu tiến. Vì thế nên Phật ân cần dạy bảo phải giữ cái tâm cho ngay thẳng, nghĩa là khi được nghe lời dạy bảo từ mình nhận rõ là phải là đúng thì phải giữ cái tâm biết đúng biết phải đó mà thật hành trong suy nghĩ, trong hành động, ở mọi trường hợp, quyết không để cho những tư tưởng sai lầm lấn át những tư tưởng chân thật. Giữ được tâm ngay thẳng mãi mãi như vậy thì sự tu trì sẽ tiến bộ vượt mức và nhất định sẽ đưa đến thành đạo chứng quả. Phật nhận lời ông A Nan đáp, do con mắt thấy tướng tốt của Phật, tâm sinh ra ưa muốn nên phát tâm theo Phật tu hành, mà gạn hỏi ông A Nan cái tâm ở đâu, cốt để ông A Nan xét tìm nhận rõ những điều sai lầm và chứng được tâm tánh. Đoạn 2. Chấp tâm ở trong thân. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tất cả 10 loài chúng sinh trong thế gian đều cho cái tâm hay biết là ở trong thân. Dầu tôi xem con mắt như hoa sen xanh của Như Lai cũng ở trên mặt Phật, tôi thấy con mắt vật chất của tôi ở trên mặt tôi, như vậy thì tâm hay biết thật ở trong thân. Phật bảo ông A Nan, hiện nay ông ngồi trong giảng đường Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà hiện ở chỗ nào. Thưa Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh này ở trong vườn cấp cô độc, còn rừng Kỳ Đà hiện thật ở ngoài giảng đường. A Nan, nay ông ở trong giảng đường thì ông thấy cái gì trước? Thưa Thế Tôn, tôi ở trong giảng đường trước thấy Như Lai, sau xem đại chúng, rồi trông ra ngoài thấy vườn rừng. A Nan, do đâu ông thấy được vườn rừng? Thưa Thế Tôn,
Do các cửa rạng đường mở rộng nên tôi ở trong thấy suốt được đến ra ngoài. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng đưa cánh tay kim sắt xoa đầu ông A Nan, chỉ bảo ông A Nan và đại chúng rằng: có tháp Tam Ma Đề tên là Đại Phật Đỉnh Thủ Năng Nghiêm Vương, gồm đủ muôn hạnh, thập phương Như Lai đều do một pháp môn ấy vượt lên đường diệu trang nghiêm. Ông nên chăm chú lắng nghe. Ông A Nan đỉnh lễ kính vâng lời Phật dạy. Phật bảo ông A Nan, như ông vừa nói, ở trong giảng đường do cửa mở rộng nên ông trông xa thấy được rừng vườn. Phòng có chúng sinh nào ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà lại thấy được ngoài giảng đường chăng? Ông A Nan bạch Phật: thưa Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng suối ở ngoài, thật không có lẽ nào như vậy. A Nan: chính ông cũng vậy, cái tâm của ông rõ biết hết thầy. Nếu hiện nay cái tâm rõ biết ấy thật ở trong thân, thì trước hết nó phải rõ biết trong thân thể. Vậy có chúng sinh nào trước thấy bên trong thân, rồi sau mới thấy những vật ở ngoài không? Dầu không thấy được tim gan tỳ dị, nhưng móng tay mọc, tóc dài ra, gân chuyển, mạch nhảy, lẽ phải rõ biết. Sao lại không biết? Đã không biết bên trong, sao lại biết được bên ngoài? Vậy nên biết rằng, ông nói cái tâm hay biết hiện ở trong thân, thật không có lẽ nào như vậy. Giảng nghĩa: chấp là chấp mê, là có thành kiến, y như thành kiến của mọi người. Ông A Nan đã đáp lại Phật rằng tâm của ông ở trong thân. Phật đã bác cái thuyết đó như sau: người ngồi trong giảng đường trước hết phải thấy Phật và đại chúng trong giảng đường, rồi sau qua các cửa mới thấy được vườn rừng ở ngoài. Vậy nếu tâm thật ở trong thân, thì cái tâm rõ biết hết thầy đó trước hết phải thấy được bên trong thân. Dầu không thấy được lục phủ ngũ tạng, chứ gân chuyển, mạch nhảy, quyết định là phải biết rõ, sao lại không biết? Nếu cái tâm ở trong thân lại không biết được gì bên trong thân, thì làm sao biết được bên ngoài? Như thế thì biết cái thuyết tâm ở trong thân không đúng sự thật. Đoạn 3. Chấp tâm ở ngoài thân. Ông A Nan quỳ đầu bạch Phật: tôi nghe lời Phật dạy như vậy mới rõ tâm tôi thật ở ngoài thân. Vì sao? Ví như đèn thắp trong phòng, trước hết phải chiếu trong phòng, rồi sau mới do nơi cửa chiếu sáng ngoài sân. Hết thầy chúng sinh không thấy bên trong thân mà riêng thấy bên ngoài, cũng như ngọn đèn để ở ngoài phòng không thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa ấy rõ ràng, có lẽ không lầm, chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật hay không. Phật bảo ông A Nan, vừa rồi các tỳ kheo theo tôi khất thực trong thành Thất La Tiệt, nay đã về rừng Kỳ Đà. Tôi đã thụ trai rồi, ông hãy xem trong hàng tỳ kheo, khi một người ăn thì các người khác có no không? Ông A Nan bạch Phật: thưa Thế Tôn, không, vì rằng các tỳ kheo tuy là A La Hán nhưng thân thể khác nhau, lẽ nào một người ăn lại làm cho cả chúng đều no được? Phật bảo ông A Nan, nếu cái tâm hay biết của ông thật ở ngoài thân, thì thân và tâm riêng cách, tất nhiên không dính líu gì với nhau. Vậy cái gì tâm biết thì thân không thể hay, cái gì thân hay thì tâm không thể biết.
Nay tôi giơ tay đâu la miên cho ông xem, trong khi mắt ông thấy thì tâm ông có biết là tay của tôi không? Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, đúng thế. Phật bảo ông A Nan: Nếu thân với tâm cùng hay biết một lúc với nhau thì làm sao tâm lại ở ngoài thân? Vậy nên biết rằng ông nói tâm hay biết hiện ở ngoài thân thật không có lẽ nào như vậy. Giảng nghĩa: Ông A Nan nghe Phật bác như vậy thì liền nghĩ rằng tâm ở ngoài thân cũng như cái đèn thắp ở ngoài sân thì không chiếu sáng được trong phòng. Phật lại bác: Nếu tâm thật ở ngoài thân thì tâm và thân riêng cách nhau như hai người, không còn dính dáng gì với nhau. Đã không dính dáng gì với nhau thì tâm riêng phần tâm, thân riêng phần thân, thân có cảm xúc gì tâm cũng không thể rõ biết. Như một người ăn thì người khác không thể no được, nhưng hiện thật thì lại không phải thế. Mắt liền thấy thì tâm liền biết. Vậy cái thuyết tâm ở ngoài thân không thể thành lập. Đoạn 4. Chấp tâm núp sau con mắt. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì không thấy bên trong, tâm không ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết, không thể rời nhau, tâm không ở ngoài thân. Nay tôi suy nghĩ biết tâm ở một chỗ. Phật dạy: Chỗ ấy ở đâu? Ông A Nan bạch Phật: Cái tâm hay biết đã không biết bên trong mà lại thấy bên ngoài. Theo ý tôi nghĩ thì nó núp sau con mắt, ví như có người lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt. Con mắt tuy có vật úp vào nhưng không làm ngăn ngại. Con mắt kia liền thấy thì liền phân biệt được ngay. Song tâm hay biết của tôi không thấy bên trong là vì tâm ở nơi con mắt, nhưng lại thấy bên ngoài rõ ràng, không bị ngăn ngại là vì tâm núp sau con mắt. Phật bảo ông A Nan, như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy người kia đương khi lấy chén lưu ly úp vào hai mắt, trông thấy núi sông thì có trông thấy chén lưu ly không? Thưa Thế Tôn, đúng thế, người ấy đương khi lấy chén lưu ly úp vào hai mắt, thật có thấy chén lưu ly. Phật bảo ông A Nan, nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thì trong khi ông thấy núi sông, sao không trông thấy con mắt? Nếu trông thấy con mắt, thì con mắt hình như ngoại cảnh, không thể liền thấy mà liền biết được. Nếu không thấy được con mắt, thì sao lại nói rằng tâm hay biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm hay biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly thật không có lẽ nào như vậy. Giảng nghĩa: Ông A Nan nghĩ do tâm không thấy bên trong thì tâm không thể ở trong thân, do thân và tâm gắn liền với nhau thì tâm không thể ở ngoài thân, nên nhận định rằng cái tâm núp phía sau con mắt. Ông nói rằng khi người ta lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt thì con mắt vẫn thấy được cảnh vật ở ngoài. Vậy cái tâm núp sau con mắt cũng có thể qua con mắt thấy các vật ở ngoài. Đồng thời, vì tâm ở nơi con mắt nên tâm không thấy được bên trong thân. Thuyết ấy cũng bị Phật bác, vì con mắt núp sau chén lưu ly vẫn thấy chén lưu ly, mà tâm núp sau con mắt thì lại không thấy được con mắt. Đoạn 5. Chấp nhắm mắt
thấy tối là thấy bên trong thân. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nay tôi lại nghĩ như vậy, trong thân thể chúng sinh này, phù tạng ở trong, khiếu huyệt ở ngoài, có tạng thì tối, có khiếu thì sáng. Nay tôi trả lời Phật rằng, mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong, nghĩa ấy thế nào? Phật bảo ông A Nan: Đương khi ông nhắm mắt thấy tối, cái cảnh tối ấy là đối với mắt hay không đối với mắt? Nếu đối với mắt thì cái tối trước mắt sao lại ở trong thân? Nếu thành ở trong thân thì khi ở trong phòng tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, cái gì ở trong phòng tối đó đều là tam tiểu lục phủ của ông hay sao? Còn như cái tối không đối với mắt thì làm sao thành ra có thấy, dầu tách rời lối thấy bên ngoài mà cho rằng con mắt đối vào trong nên thấy tối, thì nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong thân. Vậy mở mắt thấy sáng sao lại không thấy cái mặt? Nếu không thấy cái mặt thì cái nghĩa con mắt đối vào trong không thành lập được. Còn như thấy được cái mặt thì cái tâm hay biết ấy và con mắt đều ở ngoài hư không, sao lại thành ở trong thân được? Nếu tâm và con mắt ở ngoài hư không thì tất nhiên không phải là thể chất của ông. Vì không lẽ hiện nay Như Lai thấy mặt ông cũng là thân của ông hay sao? Và như thế thì con mắt đã biết, thân ông lẽ phải không biết. Nếu ông chấp rằng thân và con mắt đều có biết thì ông phải có hai tính biết. Rồi chính một thân ông sẽ thành hai đức Phật hay sao? Vậy nên biết rằng ông nói thấy tối là thấy bên trong thân, thật không có lẽ nào như vậy. Giảng nghĩa: Ông A Nan lại bạch Phật rằng, tâm vẫn ở trong thân, nhưng vì lục phủ ngũ tạng tối đen nên không nhận rõ. Vậy khi mở mắt thấy sáng là tâm thấy bên ngoài, còn khi nhắm mắt thấy tối thì là tâm thấy bên trong. Chứ không phải thân ở trong tâm mà không thấy gì bên trong cả. Phật lại bác rằng, khi ông nhắm mắt thấy tối thì cái tối đó đối lại với con mắt hay không đối lại với con mắt? Nếu đối lại với con mắt thì cái tối rõ ràng ở trước mắt sao lại gọi là thấy bên trong thân? Nếu cái tối ở trước mắt mà cũng tức là ở trong thân, thì khi ở trong phòng tối, tất cả các đồ dùng trong phòng đều ở trong một thân hay sao? Còn nếu không đối thì làm sao thấy được? Dầu cho rằng tâm xoay lại phía sau mà thấy cái tối bên trong thân, thì đến khi mở mắt ra sao lại không thấy được cái mặt? Còn nếu thấy được cái mặt thì hóa ra tâm ở ngoài thân, làm sao thân có cảm giác mà tâm liền biết được? Lại nếu thân biết phần thân, tâm biết phần tâm, thì hóa ra thành hai người, không còn dính dáng gì với nhau nữa. Vì những lẽ ấy, cái thuyết thấy tối là thấy bên trong thân không đúng sự thật. Đoạn 6. Chấp tâm hợp với chỗ nào thì liền có ở chỗ ấy. Ông A Nan bạch Phật: Tôi thường nghe Phật chỉ dạy tứ tứ chúng, do tâm sinh nên các pháp sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm sinh. Nay tôi suy nghĩ thì tức cái thể suy nghĩ đó thật là tâm tính của tôi. Thế hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa. Phật bảo ông A Nan:
Nay ông nói rằng do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, thế hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Cái tâm ấy nếu không có tự thể thì không thể hợp được. Chứ còn nếu không có tự thể mà vẫn hợp được thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được hay sao? Nghĩa ấy quyết không đúng. Còn nếu có tự thể thì trong khi ông lấy tay tự gãi thân ông, cái tâm biết gãi của ông ở trong thân ra hay từ bên ngoài vào? Như ở trong thân ra thì lại phải thấy bên trong, còn như từ ngoài vào thì trước hết phải thấy cái mặt. Ông A Nan bạch Phật: thấy là con mắt, còn tâm thì biết, chứ không phải thấy như con mắt. Nói tâm thấy là không đúng nghĩa. Phật dạy: nếu con mắt thấy được thì khi ông ở trong phòng, cái cửa có thấy được không? Lại những người chết rồi vẫn còn con mắt, lỡ ra phải thấy được vật, mà nếu thấy được vật thì sao gọi là chết? A Nan: lại nếu cái tâm hay biết của ông phải có tự thể thì có một thể hay có nhiều thể. Nay tâm ở nơi thân ông, thể ấy cùng khắp cả mình hay không cùng khắp? Nếu tâm có một thể thì ông lấy tay gãi một chi, lẽ ra cả tứ chi đều biết, mà nếu đều biết thì lại không biết gãi ở chỗ nào. Nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể của ông tự nhiên không thành lập được. Nếu như có nhiều thể thì thành ra nhiều người, còn biết cái thể nào là thể của ông? Nếu cái thể ấy cùng khắp cả mình thì lại như trước kia, không biết được chỗ gãi. Nếu còn như không cùng khắp thì khi ông chạm trên đầu, đồng thời cũng chạm dưới chân, thế đầu có biết, lẽ ra chân phải không biết. Nhưng hiện nay ông lại không phải như thế. Vậy nên biết rằng thế hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó, thật không có lẽ nào như vậy. Giảng nghĩa: ông A Nan cùng đường hết lẽ, liền dựa vào lời Phật dạy, do tâm sinh nên các thứ pháp sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, mà đáp rằng tâm không ở trong thân, ở ngoài hay là ở chặng giữa, thế hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ ấy. Như ông suy nghĩ thì tâm ở nơi cái điều đương suy nghĩ, lời dạy trên kia của Phật cốt đề chỉ rõ do tâm phân biệt mới có danh tướng các sự vật, rồi do danh tướng các sự vật mà sinh ra các tâm ưa, ghét, buồn, vui, vân vân. Ông A Nan không rõ ý Phật muốn chỉ dạy về pháp tướng, lại chấp rằng tâm hợp với chỗ nào thì liền có ở chỗ ấy. Như tâm thấy một vật thì liền có ở nơi vật ấy. Phật đã bác cái thuyết ấy như sau: nếu tâm không có tự thể thì không có thể hợp với cái gì được, cũng như không thể chắp lông rùa mà thành ngòi bút được. Còn nếu như tâm ấy có tự thể thì khi tự lấy tay gãi một nơi trên thân thể, cái tâm đến hợp để biết gãi đó ở bên trong thân mà ra hay là ở bên ngoài mà vào? Nếu ở bên trong thân mà ra thì phải thấy trong thân, còn nếu từ bên ngoài mà vào thì trước hết phải thấy cái mặt. Ông A Nan lại cái gượng: thấy là về phần con mắt, còn tâm thì biết, chứ đâu phải là thấy. Phật dạy: những người chết rồi con mắt vẫn còn, nếu thật là con mắt thấy thì lẽ ra họ phải còn thấy được, mà nếu họ còn thấy thì sao lại gọi là chết? Phật lại vặn thêm rằng:
Nếu cái tâm hay biết có tự thể, thì cái tự thể ấy là một hay nhiều, và hiện nay tâm ở nơi thân, thì cái tự thể cùng khắp của mình hay không cùng khắp cả mình. Nếu tâm chỉ có một thể hay tâm cùng khắp cả mình, thì khi lấy tay gãi nơi chân hoặc gãi nơi mặt, cái tâm kia chỉ có thể biết gãi, chứ không thể biết được gãi ở chỗ nào. Vì ở nơi mặt hay nơi chân không có gì sai khác. Nếu tâm có nhiều thể thì hóa ra nhiều người, còn biết cái thể nào là ông nữa. Nếu tự thể của tâm không cùng khắp cả mình, thì khi đồng một thời chạm trên đầu và chạm dưới chân, cái tâm đã chạy trên đầu, biết chạm trên đầu thì không thể còn biết chạm dưới chân được. Nhưng hiện nay người ta đồng thời đều biết cả hai nơi. Vậy cái thuyết tâm hợp với chỗ nào liền có ở chỗ đó, không đúng sự thật. Đoạn 7. Chấp tâm ở trạng giữa. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trong khi Phật nói thật tướng với các vị Pháp Vương Tử như Ngài Văn Thù, tôi có nghe Đức Thế Tôn cũng dạy rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo ý tôi nghĩ, tâm ở trong thân, sao lại không thấy bên trong? Tâm ở ngoài thân thì thân và tâm không cùng biết. Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân và tâm cùng biết, lại tâm không thấy được bên trong thân, thì tâm phải ở trạng giữa. Phật bảo ông A Nan: Ông nói ở trạng giữa thì cái giữa ấy chắc không lẫn lộn và không phải không có chỗ. Nay ông nhận định cái giữa ấy ở chỗ nào, ở nơi cảnh hay ở nơi thân? Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là giữa, còn nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Nếu cái giữa ở nơi cảnh thì có thể nêu ra được hay không thể nêu ra được? Không nêu ra được thì cũng như không có cái giữa, còn nêu ra được thì lại không nhất định ở giữa. Vì sao? Ví như có người lấy một cây nêu, nêu một chỗ làm cái giữa, thì phương đông trông qua, cái nêu lại ở phương tây, phương nam nhìn xa, cái nêu thành ở phương bắc. Cái giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải rối bời, không rõ ở đâu. Ông A Nan bạch Phật: Cái giữa của tôi nói không phải hai thứ ấy. Như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên phát sinh nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết. Nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Phật dạy, nếu tâm ông ở giữa căn và trần, thì cái thể tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì ngoại vật và tâm thể xen lộn, còn biết tâm là gì? Ngoại vật không phải có biết như tâm thể, bên có biết, bên không biết. Trái hành lẫn nhau thì lấy cái gì làm cái ở giữa? Gồm cả hai bên cũng không được. Và nếu không phải có biết và cũng không phải không biết, thì tức là không có sự tính. Lấy gì làm cái tướng giữa? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm phải ở chẳng giữa thật không có lẽ nào như vậy. Giảng nghĩa. Ông A Nan lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, khi Phật nói về thật tướng với các vị Bồ Tát, tôi có nghe Phật dạy tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo ý tôi nghĩ thì tâm chắc ở chẳng giữa. Phật dạy rằng
Ông nói ở chặng giữa thì cái giữa ấy tất nhiên phải có chỗ chỉ ra được. Nhưng nếu cái giữa đó ở nơi thân thì tâm ở giữa thân, có khác gì tâm ở trong thân. Còn nếu cái giữa ở nơi cảnh thì khi nêu một nơi gọi là ở giữa, từ phương đông trông qua thì nó thành ở phương tây, từ phương nam nhìn ra thì nó thành phương bắc, không có nơi nào nhất định là ở giữa. Ông A Nan bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn thường dạy nhãn căn và sắc trần làm tương, pháp sinh ra nhãn thức. Nhãn căn là cái thấy thì có hay biết, sắc trần là hình tướng sự vật thì không hay biết. Cái nhãn thức nhận biết màu sắc khác nhau, pháp sinh ra giữa khi cái thấy thấy hình tướng sự vật. Cái nhãn thức ấy tức là tâm của tôi. Phật dạy rằng: Ông nói tâm của ông ở giữa nhãn căn biết thấy và sắc trần bị thấy, thì cái từ thể của tâm ấy gồm cả hai bên hay là không gồm cả hai bên? Nếu nó gồm cả hai bên thì tâm và cảnh xen lộn với nhau, còn biết tâm là cái gì nữa? Ngoại vật thì không biết, cái thấy thì có biết, hai bên trái hẳn nhau thì lấy gì làm cái ở giữa? Lại đã không phải có biết, cũng không phải không biết, thì không thành ra cái gì cả. Vậy nên cái thuyết tâm ở chặng giữa không đúng sự thật. Đoạn 8. Chấp tâm không dính dáng vào đâu tất cả. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trước đây tôi thấy Phật cùng truyền pháp luân với bốn vị đại đệ tử là Đại Mục Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Phật thường dạy cái tính của tâm hay biết cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở chặng giữa, chẳng ở chỗ nào cả, không dính dáng vào đâu tất cả thì gọi là tâm. Vậy tôi lấy cái không dính dáng của tôi mà gọi là tâm có được chăng? Phật bảo ông A Nan: Ông nói tính của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy các vật tưởng thế gian như hư không và các loài thủy lục không hành gọi là tất cả sự vật mà ông không dính dáng vào là có hay là không? Không thì đồng như lông rùa, sừng thỏ, còn gì mà không dính dáng? Đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là không. Không có tướng thì là không, không phải không thì có tướng. Có tướng thì có chỗ ở, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết rằng, ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết, thật không có lẽ nào như vậy. Giảng nghĩa. Ông A Nan bạch Phật: Phật thường dạy cùng các vị đại đệ tử rằng tâm tính không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, không ở đâu cả. Không dính dáng vào đâu tất cả thì gọi là tâm. Vậy tôi cứ lấy cái không dính dáng của tôi mà gọi là tâm có được chăng? Phật dạy: Câu này cũng như câu ưng vô sở trụ, như sanh kỳ tâm, hay câu ưng sinh vô sở trụ tâm trong kinh Kim Cang Bát Nhã, cốt đề chỉ rõ tâm vốn thường phân biệt mà thường giải thoát. Ông A Nan lại chấp cái vô sở trụ, cái không dính dáng vào đâu là tâm, nên Phật bác rằng: Theo ý ông, tất cả các sự vật giữa thế gian này là có hay là không có? Nếu sự vật hành thật là không có như lông rùa, sừng thỏ, thì có gì đáng gọi là dính dáng hay không dính dáng? Cho nên đã có cái không dính dáng
thì không thể gọi là các sự vật là không có được. Nếu không phải có thì tức là không, nếu không phải không tức là có. Mà đã là có thì không ở chỗ này tất phải ở chỗ khác, làm sao lại không dính dáng được. Vậy nên cái quyết tâm là cái không dính dáng vào đâu, không đúng sự thật. Phật gàn hỏi cái tâm ở đâu, ông A Nan đã trả lời 7 lần, nhưng không lần nào đúng cả. Người thông thường đều nghĩ rằng tâm ở trong thân, còn những người học đạo khi được nghe nào là tam giới duy tâm, nào là vạn pháp duy thức, thì có khi lại nghĩ rằng tâm ở ngoài thân. Ông A Nan dẫn cả những lời Phật dạy để chứng minh cho cái thuyết của mình, nhưng rồi cũng bị Phật bác. Điều đó không khỏi làm cho các học giả phân vân, không còn biết tâm là thế nào nữa. Chúng ta hàng ngày sinh sống, cảm giác, nhận biết, suy nghĩ, ghi nhớ toàn là do cái tâm. Tưởng chừng không còn biết việc gì rõ hơn là biết cái tâm, nhưng đến khi suy cho cùng, xét cho kín, thì phải giật mình tự thú nhận không biết cái tâm là thế nào, tại sao như vậy. Tâm như thế nào? Đó là những câu hỏi cần được giải đáp cụ thể. Hiện tiền chúng ta đâu phải vô tri vô giác như cây như đá. Chúng ta nhất định có tâm, và thực tế ngoài cái tâm ra cũng không còn biết lấy gì gọi là chúng ta nữa. Nhưng chúng ta cần phải suy xét nhiều, bỏ hết thần kiến, theo lời Phật dạy, đi sâu vào tâm tính, thì mới khỏi mơ hồ đối với cái tâm hiện đang làm cho chúng ta sống. Tathagatasnesham sitata patram aparajitam pratyangiram dharane Namasarva tathagata sugataya arata samyak sambhataya Namasarva tathagata kutiyasnesha Namasarva buddha bodhisattvaya Namo saptanam samyak sambhata kutinam sashravakka sanganam Namo loka arhantanam namo srota pandanam Namo sakri dagamenam namo andagamenam Namo loka samyagattanam samyak pratipandanam Namo ratnatrayaya namo bhagavate ditasurasana praharana rajaya Tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate amitavaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate akshobhyaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate vaishajiya guru vaidurya prapalajaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate sampushpita salendra rajaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate shakyamunaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate ratnakusuma katurajaya tathagataya arhate
samyak sambhutaya namo bhagavate tathagata kulaya namo bhagavate padma kulaya namo bhagavate vajra kulaya namo bhagavate mani kulaya namo bhagavate gujra kulaya namo deva rishinam namo siddha vijayadharanam namo siddha vijayadhara rishinam shapanugraha samartanam namo brahmana namo indraya namo rudraya umapati sahayaya namo narayanaya lakshmi sahayaya pancham mahamudra namashitaya namo mahakalaya tripura nagara vidravana karaya Shmashana Vasini Matrigana Namasitaya Ebhya Namasitva Imam Bhagavanta Tattagatoshnisha Sittata Patram Namo Parajitam Pratyaniram Sarva Deva Namasitam Sarva Deva Ebhya Pujitam Sarva Deva Shapari Palitam Sarva Bhuta Graha Nigraha Karin Paravidya Chedana Karin Durdantanam Sattvanam Dhamakam Kalamrityo prashamana karen sarva bandhana mokshana karen sarva dushta dusvapna nivaranen chaturashite nam gasasranam vidvamsana karen ashtavimshate nam nakshatranam prasadana karen ashtanam maharanam vidvamsana karen sarva shatru nivaranen goram dusvapna Chanashanen, Vishashastra Agni Uddaka Uttaranen Aparajita Gora Mahabala Chandam Mahadiptam Mahatejam Mahashvetam Jala Mahabala Shreya Pandara Vasene Aryatara Brikutem Chava Vijaya Vajramalite Vishrutam Padmakshan Vajra Jiva Chamala Chedva Aparajitam Vajradande Vishala Chashanta Vahideha Pujita Saumirupa Vajra Jiva Chamala Chedva Aparajitam Vajradande Vishala Chashanta Vahideha Pujita Saumirupa Mahashveta Maryatara Mahabala Aparajita Vajrasamkala Chedva Vajraka Umari Kulam Dare Vajrahasta Chamaha Vidyatata Kanchana Malika Kusumbaratna Chedva Vairochana Kutastashnisha Vijimba Manacha Vajra Kanaka Prabha Lukana Vajratundi Chashveta Shashi Prabha Ityadi Mudragana Sare Raksham Kurvanto Mamashya Aum Rishigana Prajasta Tattagatoshnisha Sittata Patram Hum Rum Jambana Hum Rum Stambana Hum Rum Moana Hum Rum Matana Hum Rum Paravidya Sambhakshana Kara Hum Rum Sarva Dushtanam Stambana Kara Hum Rum Sarva Yaksha Rakshasa Ganam Vidvamsana Kara Hum Rum Chaturashitinam Gosahasranam Vinashana Kara Hum Rum Ashtavimshatinam Nakshatranam Prasadana Kara Hum Rum Ashtanam Maharanam Vidvamsana Kara Raksha Rakshama Bhagavan Tattagatoshnisha Mahapratyangira Mahasahasra Bhuja Sahasra Shirshai Koti Shatta Sahasra Netre Avidya Jalita Natanaka Mahavajradara Tripuvana Mandala Om Swasti Bhavatu Mama Rajabhaya Chorabhaya Agnivaya Udakabhaya Vishabhaya Shastrabhaya Parachakrabhaya Durvikshabhaya Ashanibhaya Akkalamrityubhaya Dharani Bhume Kampabhaya Ulkapatabhaya Rajadandabhaya Nagabhaya Vidyudbhaya Supanimbhaya Devagra, Nagagra, Yakshagra, Gandharvagra, Asuragra, Garudagra, Kinnaragra, Mahoragagra, Rakshasagra,
Putanagra, Kataputanagra, Kumbandagra, Skandagra, Umadagra, Chayagra, Apasmaragra, Dakalakinagra, Reotigra, Jamikagra, Shakonagra, Matrinandagra, Mushtikagra, Kantapaninagra, Mishikamai, Shakagra, Brigarayagra, Matrikagra, Kaminagra, Mukamandikagra, Lambagra, Jvara Vishama Jvara Vatika Paitika Shlaishmika Samnipatika Sarva Jvara Shirarte Ardava Vedaka Arochaka Akshirogam Mukarogam Ardarogam Grana Shulam Karna Shulam Danta Shulam Ridaya Shulam Marma Shulam Pashva Shulam Pishta Shulam Udara Shulam Kati Shulam Vasti Shulam Ura Shulam Naka Shulam, Asta Shulam, Pada Shulam, Sarvanga Pratyanga Shulam Bhuta Vetada, Laka Lakyana, Jvarada Drukandu Kittiva, Lutava Isarpa, Loha Linga, Shastra Sangara, Visha Yoga, Agni Udaka, Maravaira, Kantara, Akalam Rityu, Jambuka, Trailata, Vrishchika, Sarpanakula Simha Vyagra Rishata Rasha Chamara Jivita Vitetesham Sarasha Mahasita Tapatra Mahavajashnisha Mahapratyangeram Yavad Vadasha Yojana Abhyantarana Sima Vandam Karomi Disha Vandam Karomi Paravidya Vandam Karomi Tejo Vandam Karomi Asta Vandam Karomi Pada Vandam Karomi Saranga Pratyanga Vandam Karomi Tadyata om anale anale vishale vishale vanda vanda vandane vandane vira vajra panipatum rumpat swaha Namo sarva tatta gata sugataya arhata samyak sambhutaya siddhyantu mantra pada swaha